Nhịp tim có thể chia ra là nguyên nhân bẩm sinh và nguyên nhân mắc phải. Nguyên nhân bẩm sinh, biểu hiện bệnh có thể từ nhỏ hoặc xuất hiện trong bất kỳ giai đoạn nào của cuộc sống. Nguyên nhân mắc phải, bệnh lý cơ tim, van tim và một số nguyên nhân khác tác động tới hệ thần kinh tim, dẫn tới các hoạt động bất thường của hệ thần kinh tim. Dấu hiệu triệu chứng, một số rối loạn nhịp tim không gây biểu hiện gì, tuy nhiên phần lớn các bệnh rối loạn nhịp tim đều có các biểu hiện rất rõ bằng các dấu hiệu. Với loạn nhịp tim nhanh và nhịp không đồng đều, hồi hộp, đánh trống ngực, nhịp tim đập dồn dập hoặc đập tăng dần, hụt hẫng, nhịp tim đập cách quãng trong giây lát, khó thở, thở nhanh, nông, nhịp tim đập loạn xạ hay nhiều nhịp cách quãng xuất hiện trong thời gian ngắn. Một số biểu hiện hay gặp khác, đau ngực, choáng váng, hoa mắt, đau đầu nhẹ, dai dẳng. Khi nhịp tim đột ngột đập nhanh loạn xạ có thể là báo hiệu của rung thất đe dọa tính mạng bệnh nhân. Với loạn nhịp tim chậm, các biểu hiện kín đáo hơn, mệt mỏi triền miên, hoa mắt choáng váng, đau đầu nhẹ dai dẳng, có thể ngất. Phần lớn các bệnh nhân rối loạn nhịp tim bị ngất đột ngột mà không có dấu hiệu báo trước. Tuy nhiên, đôi khi người bệnh thấy được một số biểu hiện báo trước, hoa mắt, chóng mặt, nhìn thấy quầng xanh trước mắt, vã mồ hôi, nôn hoặc buồn nôn, chướng bụng, đánh trống ngực, đau đầu, lú lẫn hay khó diễn đạt suy nghĩ. Cách phòng chống: lựa chọn một thói quen sống tốt, tập luyện thường xuyên, ăn ít chất mỡ, ăn nhiều rau và các thực phẩm chứa nhiều vitamin, duy trì cân nặng ở mức cho phép, không hút thuốc lá, hạn chế dùng các chất kích thích với tim như cà phê, rượu, tránh các căng thẳng, bảo đảm đủ thời gian nghỉ ngơi, kiểm tra sức khỏe định kỳ, điều trị